Các em học sinh thân mến, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của thầy nhé. Rất vui được gặp lại các em trong cái chương trình ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta đã trải qua tuần thứ 3 của chương trình học kỳ 2. Và đối với các em học sinh lớp 6 thì hôm nay chúng ta sẽ vào học cái tiết bài 20 mẫu có hai đồ vật nhé. Trước khi vào vẽ bài này thì chúng ta hãy tham khảo qua về nội dung kiến thức, kỹ năng cũng như là mục tiêu của bài này, xem là những bài này chúng ta cần phải làm những gì. Đầu tiên chúng ta vào phần 1 là quan sát nhận xét. Trong cái bình này người ta yêu cầu hôm nay chúng ta sẽ vẽ mẫu có hai đồ vật, đó là cái bình đựng nước và cái hình hộp vuông. Đấy. Vậy trong cái bình này khi chúng ta vẽ, chúng ta đặt các mẫu vật làm sao cái mẫu bé nó đứng ở trước và nó sẽ che mất một phần của cái mẫu to. Cái thứ hai nữa là về cái hình dáng của cái bình đựng nước này thì nó có những cái đặc điểm hình dáng như thế nào. Như thầy và chúng ta cùng quan sát thì cái bình nước này nó có dạng khung hình, nó là hình chữ nhật đứng. Trong cái bình đựng nước này thì nó có các bộ phận như sau. Cái thứ nhất là nắp, cái thứ hai là tay cầm, cái thứ ba là thân, cái thứ tư là đáy bình và cái thứ năm là miệng. Như vậy nó có 5 cái chi tiết bộ phận trên cái bình đựng nước. Tiếp theo thì cái miệng bình, chúng ta quan sát được tỷ lệ của 5 cái bộ phận này thì chúng ta thấy là cái phần miệng bình to nhất. Sau đó là đến các chi tiết thân, đáy và chi tiết tay cầm và cuối cùng là chi tiết miệng. Đấy. Tiếp theo chúng ta quan sát cái hình hộp. Cái hình hộp ở đây thì chúng ta thấy chúng ta sẽ nhìn được 3 diện của hình hộp, phải không? Cái diện đây 1 2 3, như vậy 3 diện này. Và khi mà chúng ta nhìn thấy 3 mặt này rồi thì tất nhiên là chúng ta sẽ nhìn thấy là cái mặt đằng trước bao giờ nó cũng to hơn mặt đằng sau. Về phần cách vẽ thì ở đây trong sách giáo khoa hướng dẫn chúng ta đó là bao gồm 4 bước vẽ này. Bao gồm 4 bước nhé. Bước thứ nhất chúng ta dựng khung hình chung, tức là cái hình bao quát cao nhất, thấp nhất, xa bên trái, xa bên phải nhất của cái hình mẫu. Sau đó chúng ta tìm khung hình riêng nhé. Khung hình riêng đó là khung hình của cái hình hộp này, khung hình của cái bình đựng nước này. Đấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm đến các tỷ lệ. Để có các tỷ lệ chúng ta phải có một cái đường trục ở đây. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ vẽ vào nét chi tiết. Đấy. Sau đây thì thầy và trò chúng ta sẽ tập cái bài vẽ này nhé. Bước 1 thì chúng ta hãy vào phần đó là dựng hình. Để vẽ bài này thì thầy khuyên chúng ta nên để dọc tờ giấy. Để dọc tờ giấy. Sau khi để dọc tờ giấy rồi, chúng ta hãy xác định đến là vẽ khung hình chung. Và khung hình chung của mẫu vật của chúng ta hôm nay có dạng hình vuông em nhé. Tiếp theo chúng ta hãy xác định đến khung hình chung rồi, chúng ta sẽ xác định đến khung hình riêng, đó là bước thứ hai các em nhé. Bước thứ hai xác định khung hình riêng thì chúng ta hãy ước lượng chiều cao của hình hộp so với lại chiều cao của mẫu vật của hình cái bình đựng nước ấy. Chúng ta sẽ so sánh chúng. Ở đây thì thầy sẽ xác định nó là chiều cao của mẫu vật nó rơi vào độ khoảng tỷ lệ là 1/3 so với chiều cao của mẫu vật. Chiều cao của cái hình hộp vuông ấy thì bằng 1/3 so với chiều cao của mẫu vật. Tiếp theo chúng ta tìm đến tỷ lệ chiều ngang của cái hình bình đựng nước. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm được là nó có dạng hình chữ nhật đứng. Có hình chữ nhật đứng. Và cái phần này chính là cái phần thừa này, chính là cái phần tay cầm các em nhé. Đấy, phần tay cầm. Đấy, sau khi xác định được như thế này rồi, chúng ta xác định đến vị trí. Vì cái hình bình nước nó ở đằng sau cho nên là cái chân của nó sẽ cao hơn. Đấy, khoảng cách chân của nó sẽ là cao hơn so với lại cái hộp, hình hộp. Tiếp theo chúng ta hãy tìm đến tỷ lệ. Muốn tìm được tỷ lệ thì đầu tiên chúng ta hãy xác định cho thầy đó là chia đôi cái cạnh này ra làm hai phần. Đó. Để chúng ta sẽ có một cái đường trục.
Chân trục này là nó là đi vào chính giữa hai cái bình đựng nước. Sau khi xác định được đường trục, chúng ta tìm đến diện của cái nắp ấm trên. Như vậy cái vị trí này chính là cái vị trí mà nắp ấm nhé. Sau đó chúng ta tìm đến vị trí của đáy ấm. Ở đây là chiều cao của đáy ấm. Tiếp theo chúng ta tìm đến vị trí của cái phần tay cầm. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ tìm đến vị trí của gì? Cái phần miệng. Phần miệng. Về tỷ lệ thì chúng ta hãy tương quan xác định cái tỷ lệ làm sao cho nó phù hợp với lại cái mẫu vật. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm sang cái hình hộp vuông.
Tiếp theo chúng ta sẽ gợi đến cái phần bóng đổ của cái bình nước và bóng đổ của cái hình hộp này. Trong phần hình hộp này thì đầu tiên chúng ta hãy xác định nó là các diện sáng tối. Đây chính chiếu vào đây thì cái chỗ này sẽ là sáng nhất này, xong đến trung gian này, xong đến tối nhé. Thì chúng ta sẽ làm luôn, gợi đậm nhạt luôn. Ở chỗ này sẽ là trung gian nhé, mảng này sẽ là mảng trung gian. Đây chúng ta sẽ làm mảng trung gian này cho nó đậm hơn mảng sáng đấy. Đậm hơn như mức độ nào thì chúng ta sẽ tiếp theo. Ở đây sẽ là mảng tối này. Đây sẽ là mảng tối này. Bây giờ chúng ta sẽ gợi dùng bút nghiêng 45 độ chúng ta gợi nét. Chỗ này sẽ là đậm nhất. Chỗ tiếp giáp ánh sáng bao giờ cũng là sẽ tổ đậm nhất. Và trên đây thì nó có một chút bóng đổ của cái ấm ngả xuống, thì chỗ này chúng ta cho tối hơn chút. Sau đó chúng ta dùng tẩy tạo ra cái mép nó căng, bởi vì chúng ta biết là cái hình hộp bao giờ nó diện gặp rất khoát, sáng tối rõ ràng, nó không có sự chuyển độ êm giống như là cái phần hình tròn hình trụ. Nên là những cái chỗ mà giao tiếp giữa ánh sáng và bóng tối, chúng ta tạo sự tương phản mạnh lên. Ơi, tạo sự tương phản mạnh lên. Con đi đâu vậy? Ai mua? Bà mua. Bà chiều quá nhỉ. Bố mày nhìn tụi ta. Con mua, con biết gì mà con hỏi bố, bố có mua đâu. Ok, bây giờ chúng ta đã gọi là hoàn thiện bài vẽ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần tẩy xóa bớt những cái chi tiết thừa đi. Đó. Đây, như vậy là bài vẽ của thầy hôm nay cũng đã hoàn thiện rồi. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi đến cuối video nhé. Một lần nữa thì xin chúc các em có một cái đợt nghỉ Tết thật là sức khỏe, hạnh phúc. Và đặc biệt là chúng ta sẽ giữ được một cái sức khỏe an toàn với mùa dịch này các em nhé. Cảm ơn các em rất là nhiều. Cuối cùng thì em nào mà chưa đăng ký kênh của thầy, các em có thể vào lần đầu tiên vào, chúng ta hãy đăng ký cho thầy một nút nha, để thầy có nhiều động lực hơn để vẽ nhiều bài vẽ hơn nữa. Và các em nào đã đăng ký rồi, chúng ta hãy bấm like, chia sẻ để cho các bạn khác cùng biết đến kênh của thầy nhé. Xin chào các em.